Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hợp tác thực chất sâu sắc hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho hay, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư. Đảng, Nhà nước Trung Quốc thu xếp đón tiếp rất trọng thị, chu đáo, bố trí các biện pháp lễ tân, hậu cần, an ninh cao nhất theo nghi thức chuyến thăm cấp nhà nước với nhiều biệt lệ. Điều này thể hiện sự coi trọng quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy chuyến thăm chỉ diễn ra trong hơn 2 ngày, nhưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã có 18 hoạt động quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình hội đàm cấp cao, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, dự tiệc trà và chiêu đãi cấp nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến với ba lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc gồm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh. Gặp gỡ và nói chuyện với các cán bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đã đến thăm tỉnh Quảng Đông, thăm di tích trụ sở Việt Nam Cách mạng Thanh niên, viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, dự gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Cùng với việc tham gia một số hoạt động chính thức cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly đã gặp gỡ trao đổi với giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, góp phần tăng cường hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước và nhân dân hai nước. Lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nước đều khẳng định sự coi trọng quan hệ lẫn nhau. Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã dành nhiều quan tâm và thời lượng để trao đổi về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực. Trong đó, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như ngoại giao, quốc phòng, công an, mở rộng hợp tác kết nối giữa vành đai sáng kiến và con đường với khuôn khổ hai hành lang, một vành đai. Nhất trí đẩy nhanh xây dựng kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, cửa khẩu, đường sắt qua biên giới giữa hai nước, tăng cường kết nối mềm về hải quan thông minh. Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ không hoàn lại để Việt Nam quy hoạch và nghiên cứu khả thi các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc ở phía Bắc, ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc tham gia phát triển kinh tế tại Việt Nam. Ngoài tuyên bố chung giữa hai nước về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 16 văn kiện để triển khai hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác lý luận, đào tạo giữa hai đảng, giao thông, ngân hàng, giáo dục, y tế, thương mại, các nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam như dừa tươi, sầu riêng đông lạnh, v.v. Các văn kiện ký kết phản ánh sinh động hai bên quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất sâu sắc hơn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh. Cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết giữa hai nước. Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm là Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước ta đã có chuyến thăm thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Năm 2024 vừa tròn 100 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh với danh nghĩa cố vấn quốc tế của Quốc tế Cộng sản đã đặt chân đến Quảng Châu, một mảnh đất cách mạng sôi nổi của Trung Quốc và khu vực. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, thành lập Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tạo điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Cũng trong thời gian từ năm 1924 đến năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng của Trung Quốc đã thiết lập nên mối tình hữu nghị hết sức thắm thiết mà sau này được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc miêu tả là mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Vì vậy, theo ông Lê Hoài Trung, chuyến thăm Quảng Đông lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để hai bên cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, giúp tạo thêm nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ giữa hai bên. Hướng tới năm 2025, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước quyết định lấy năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc.
Đây là dịp để hai bên tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tình hình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, là hoạt động quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, trong đó có chính sách coi trọng ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc. Những thỏa thuận cấp cao và kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm sẽ tiếp tục góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tạo môi trường hòa bình, ổn định, mang lại điều kiện thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho rằng, các cấp, các ngành, các địa phương cần nhận thức quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của ta, cũng như tầm quan trọng của những nhận thức chung cấp cao, những thỏa thuận đạt được. Việc quán triệt đó sẽ có tác dụng thực tế nếu đi kèm với việc tích cực chủ động, thực hiện và triển khai sáng tạo, quyết liệt để những nhận thức chung và thỏa thuận đó thực sự lan tỏa và đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các ban bộ ngành địa phương cần kịp thời nghiên cứu xây dựng các chương trình kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao một cách hiệu quả. Các cơ quan, cơ chế liên quan cũng cần định kỳ rà soát, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc. Chiều 20 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ 18 đến 20 tháng 8. Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, về phía Trung Quốc có Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, một số cán bộ ngoại giao Trung Quốc. Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và Phu Nhân, cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dự tiệc trà, hội kiến Ủy viên, trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường, hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, gặp gỡ đại diện nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, thăm nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham quan công ty MEGV2. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương và thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nước Việt-Trung và tình hình quốc tế, khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương. Hai đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đạt nhất trí cao về việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì giao lưu tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai đảng, coi trọng vai trò định hướng chiến lược của kênh đảng đối với tổng quan hệ song phương hai nước, tiếp tục đi sâu hợp tác lý luận thông qua các cơ chế như hội thảo lý luận giữa hai đảng, kịp thời chia sẻ những thành quả mới nhất về lý luận và thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước, có ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào sự nghiệp của mỗi đảng, mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó thúc đẩy kết nối hai hành lang, một vành đai với vành đai và con đường, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế giữa các tỉnh biên giới, tăng cường giao lưu về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại Trung Quốc. Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, thống nhất xác định năm 2025 là năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc.
hai Tổng Bí thư Chủ tịch nước đi sâu vào trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cơ chế quốc tế trên cơ sở vì lợi ích chính đáng của hai nước và đóng góp tích cực vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!